Chào các bạn. Hôm nay tụi mình lại tiếp tục với series 1 sao về 6 sao luôn các bạn, không có 5 sao nữa. Do team tụi mình đông quá các bạn ơi. Lần này là có tất cả là 6 người chơi, 1 2 3 4 5 6. Lần này đầu tư hẳn cái chính sách chuyên nghiệp hơn các bạn, có lồng kiến ở ngoài nè để banh không có văng ra. Và ở đây là mình có 7 ô. Mỗi ô là sẽ có một cái giá trị tương ứng các bạn. Ví dụ như cái ô này là không sao. Lần này không sao sẽ có 50k chứ không có vụ ký sinh nữa nha các bạn. Không sao là 50k nha. Và cao nhất là 6 sao sẽ là 10 triệu. Đây giá trị đây. Để xe chạy qua ngay. Rồi ok. Hôm nay cô An sẽ chơi trước các bạn. Rồi chưa? Rồi dứt. Sao đâu? Ghê quá, thả bên đây à. Không sao đâu. Bên nào cũng vậy, banh này anh thiết kế nó rất là không sao đâu, không sao rồi. Rồi. Được. Đây là tờ giấy của cô An nha bạn. Nói chung là cô An đã có 4 sao tương ứng với 3.000k, chính là 3 triệu các bạn. Rồi, chúc cho bạn. Yeah. Rồi, tiếp theo là cô Toàn đúng không? Sao lấy cái bánh gà ta? Nắm là ơi, để tay anh nắm quyền cái lên vậy đó. Căng lắm à. Một sao các bạn. Không, một sao lần này tới 500k lận. Rồi tiếp theo là lượt của cô dễ. Cái ô này là ô tỏi rồi. Đấy rồi, làm lại. Hai sao yes. Rồi ok, tiếp theo là Tú nha. Thấy em. Tú lựa làm sao rồi. Rồi. Nhân phẩm chỉ tới đó thôi. Wow. Sao. Nhân phẩm anh ơi. Nhân phẩm hả? Đồ. Tú được 6 sao luôn. Quá dữ. Dễ. Sao văn phẩm nó dữ à? Ơi vui chuồng luôn ơi. Cho vô luôn. Rồi. Này vui. Cho mày buồn mày chui hả? Vô chuồng kiếm gì không? Ai biết. Ta lượt hơn. Rồi vô quay giống anh nãy cho Mão. Vô. Bây giờ Hương bích cái không sao. Cái đó có rồi. Bên đây lăn đều ra giữa. Rồi, xin. Rồi, 5-6. Yes. Cái này lộn không sao. Hương phải sinh tồn các bạn, Hương phải sinh tồn. Yeah. Không sao nha. Cuối cùng vô. Rồi, chúng ta còn 2 ô cuối cùng. Bây giờ tàu đi nó mà hãy vào ô 3 sao thì mình không đợi. Dạ, tới anh á. Anh đó, còn có mình anh à. Vậy hả? Ờ. Còn có mình anh hả? Rồi bây giờ là mình chỉ còn có ô 5 sao và 3 sao các bạn. Lên voi hoặc súng bình thường nha. Lên. Rồi 3 sao rồi. Wow. 3 sao các bạn ơi. Không sao. Wow. 3 sao là có 2 triệu, 2 triệu là cấp chạy rất là ok các bạn. Nói chung là nội dung của clip hôm nay là sẽ không được phép mua liều trại nha các bạn. Chỉ được phép mua những cái vật dụng hay là những cái thứ gì đó mà có thể ráp lại hoặc là ngủ ở trong đó thôi, chứ được không được phép mua liều trại nha. Những clip trước là mấy hàng 10 triệu là mua nguyên một cái liều rất là bự luôn. Còn clip hôm nay là có 10 triệu nhưng không được phép mua liều. Nó có thể mua những cái ví dụ như là gỗ nè, giấy rồi các kiểu mà ráp lên thành cái liều thì được, chứ không được phép mua cái liều làm sẵn nha. Nói chung là cả đám tụi mình là sẽ mua những cái dụng cụ như là bàn, tủ, bàn, ghế hay là cái gì đó bị coi ở trong đó nha bạn. Nội dung clip hôm nay là sẽ lạ như vậy nha. Ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ đi vào siêu thị và mua nha. Đây, ở đây có rất là nhiều mấy cái đồ nghề như là mùng, mền, chiếu gói đó bạn. Cả đám tụi mình sẽ vô đây và lựa nha. Mình có 2 triệu đó, mình quyết định sẽ đi mua cái những gì đó mà nó gọi là che mưa được các bạn. Ưu tiên che mưa nha. Cái mấy cái liều ha.
Ở tấm bạc chứ. Ở đây có chổi đâu quá trời luôn nè. Quét nhà. Mình có 10 triệu thì mình sẽ mua cái giường này nha mấy bạn. Mình thấy nó là đẹp chứ rộng. Có gói có mền rồi đó hả? Có gói có mền. Đồ. Cái này chắc miễn phí. Vậy chứ em giờ thấy gì không nè nè. 128.000 nè. Cái này không có giá anh ơi. Rồi. Tú quýt bộ giường này hả? Đúng rồi. Rồi bạn Toàn có nhiêu em? 500 anh. 500 chắc vui. Cái cục bên bệnh đó. Ở đây á là gì đồ ngời luôn các bạn. Đây cây rồi các kiểu. Phải mua cái hang nằm anh em. Dạ mình biết đành quýnh cái tủ này nha các bạn. Âm cúng. Âm cúng hả? Tối tối vô cứ kéo lên khỏi sợ mũi luôn. Ồ. Để đồ. Đó. Để vậy đồ. Là có nhiêu em có nhiêu? 1 triệu anh. Có 1 triệu luôn hả? Cái tủ này nhiêu hả? Có 400 ngàn à. Do mua mùng mình chiếu gói nữa bao ấm cúng luôn. À cái tủ này có 400 ngàn các bạn. Đây tụi mình mua xong rồi bây giờ tính tiền nha. Đây kết quả là tụi nó mua quá trời quá đắt luôn các bạn ơi. Tủ rồi mền mùng chiếu gói gì tùm lum hết. Phải mướn nguyên một cái xe tải để dành chở nữa các bạn. Rồi tụi mình đã đến địa điểm cắm trại bạn. Lần này tụi mình lại tiếp tục với hồ Dầu Tiếng nha. Ở đây có rừng cây nè. Rồi có cả hồ Dầu Tiếng các bạn. Nói chung là vừa có rừng cây mà vừa có sông suối nữa. Tắm rồi rồi leo lên rừng rồi. Nói chung là một địa điểm cắm trại rất là thú vị luôn. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ đồ nghề của từng người nha. Đầu tiên là cô Hương không sao. Không sao, bữa lần trước là mình có không đồng nhưng mà lần này mình đã nâng cấp cho nó lên là 50k và nó đâu được mắc cái chức năng ký sinh rồi các bạn. Nó phải sử dụng 50k. Và mua gồm có những gì? Tôi mua đồ những đồ ngon bổ rẻ nhất. Đây cái bill của cô Hương là 50.200 đồng. 200 đồng này thì không có tính các bạn, 50.000 nha. Đúng y 50.000 luôn. Ủa không mua leo hả? Đâu gần đâu. Chút là sẽ có biện pháp. Bây giờ mua đồ ăn thôi hả? Gói này thì rẻ chừng 4.000 mấy. Nói chung nó mua mì nè. 4 cái mì. Gói này hình như có 3.000 mấy. Mì, rồi nước. Rồi nước. Bánh ngọt. Và xúc xích. Nói chung là 50k Hương nó chơi theo dạng gọi là sinh tồn các bạn. Sinh tồn theo dạng không chơi liều luôn. Chắc là chút nữa nó vừa tắm mưa vừa ăn mì các bạn. Nước mưa xuống mì mì nó mềm ra và ăn luôn. Rồi tiếp theo là cu tọt mấy sao? 1 sao anh. Có nhiêu tiền? 500.000. Có 500.000. Và kết quả là nó mua là cái này là cái mùng các bạn. Mùng ship. Này phải là liều mà là mùng nha. Mùng ship. Rồi hai cái cuộn cuộn xốp. Hai cuộn xốp bạn, cái cuộn này để dùng để mình bóp nó khi bọc bờ các bạn. Nè. Đó. 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 Và một bịch bánh ha. Để coi bánh nó có gì nha. 500k mua gì bánh không hả? Bánh, ăn bánh thôi. Ăn bánh uống sữa uống nước thôi hả? Với ăn uống nước ngọt. Có một lon nước ngọt. Rồi ok. Nói chung là 500k là Toàn nó chỉ có mua được nhiêu đây nha các bạn. Rồi tiếp theo là thằng mấy sao? 3 sao ạ. Ở lâu 2 sao. 2 sao, tiếp theo là cu vị 2 sao. Với 1 triệu phải mua được nhiêu đây đồ ăn. Cái này là cái tủ vải các bạn, này là cái tủ vải. Chắc tính ngủ trong cái tủ vải. Rồi một cái tấm bạc. Tấm bạc nha bạn, tấm bạc. Gì chứ? Nó quên mua nước suối xong nó mì cho nó. Nó. Quên mua nước suối hả? Đúng rồi anh. Nè, bảo bảo. Đó, trời ơi. Nước hồ một hồ luôn. Không sao đâu. Nước nấu đun sôi lên thì nó sẽ tiêu diệt được 99.9% vi trùng. Đúng rồi anh, em ăn mì xào mà chắc okay. Hết nước luôn. Còn con sống rồi. Nó nói chung là nó mua bạc nè. Rồi cái này gọi là cái điểm ngồi. Và một cái này gọi là cái tấm ra chứ không phải cái mền bạn, tấm ra nha. Đầu người của thằng 2 sao thì chỉ có nhiêu đây thôi. Rồi tiếp theo là 3 sao của mình nha bạn. 3 sao thì mình có là 2 triệu. Mình mua một cái võng xếp. Một cái cây tề hiên đại thánh. Tăng 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 tăng. Rồi một cái tấm bạc màu xanh để che mưa. Một cái võng. Và đây là cái đồ ăn của mình các bạn. Mình giới thiệu sơ đồ ăn luôn ha. Mình thì nhắm đến là đồ ăn liền các bạn. Đó chính là mì ăn liền. Rồi nước ngọt. Nước suối rồi các kiểu thôi. Đó mình là đơn giản thôi. Mua nước suối để nấu mì. Còn uống nước thì có uống nước ngọt nha. Đó đồ ăn mình đơn giản vậy thôi. Rồi tiếp theo là cú ăn với 4 sao. Có nhiêu? 3 triệu.
4 sao và 3 triệu nha bạn. Nó sẽ có một cái tủ đồ. Tên tên có đồ liền luôn. Rồi anh. Quá đã luôn. Nè cái hộp này nè. Để bỏ đồ vô. Để bỏ đồ ăn vô nè nè, mình giới thiệu đồ ăn luôn nè. Tao ơi. Tôi quýnh lần hai chai nước Aquafina tặng kèm lon Coca-Cola, chai Coca-Cola. Bỏ vô. Nó mua gì nhiều dữ hả? 3 triệu mua dữ hả? Nước ngọt. Bò hút. Chả bò dưa leo ăn. Chả bò dưa leo ăn bánh mì. Đây. À, ăn bánh mì đấy hả? Dạ. Không, em có hai loại bánh mì bạn ơi. Ôi sao chị ta không yếu gì à? Này bánh mì hả? Ừ. Rồi Coca, nước, sữa. Sữa luôn. Trời ơi, dinh dưỡng đầy đủ em. Sữa. Bánh trầu. Bánh. Monster luôn. Wow, muối tiêu nữa. Này phải muối tiêu rồi em. Không sao đâu, em có hũ hai hũ mà. Cái này là tiêu. Này là tiêu. Ủa vậy hả? Sao mà? Tiêu trắng sai, tức là cái hộp tiêu nó sai ra, sau đó mới dành rắc tiêu á. Cái này chắc. Còn cái này là muối tiêu nè. Và cuối cùng là một lon một chai Coca-Cola. Ờ. Đó. Một tủ đồ ăn luôn vậy anh. Một nguyên một tủ đồ ăn luôn. Một cái mền và một tấm ra. Ê, cái này là tấm ra, cái này cái mền. Vậy hả? Dạ. Đó, nói chung là đồ người ăn là vậy các bạn. Còn cái đó là gói. Đúng rồi anh. Ok, tiếp theo là người cuối cùng của chúng ta. Đó chính là các bạn nhìn thấy cái đống đồ của nó. Nè, lia từ đây lia lên nè. Đây, đây, đây. Đó chính là của Tú Nhân Phẩm 6 sao bạn. Nó có 10 triệu. Nó mua rất là nhiều luôn mà giới thiệu chắc không nổi đó bạn. Bây giờ đợi nó dựng liều lên rồi sau đó bắt đầu mình sẽ giới thiệu cái liều của nó nha. Chứ đồ nó quá trời quá đắt luôn. Một mình nó mà cả đống vậy á. Ok, bây giờ cả đám tụi mình sẽ dựng liều nha bạn. Tiến hành thôi. Rồi, xịt lên miếng rồi. Xong. Đây là liều hả? Nhanh gọn này, xúc tích anh. Mở ra. Có không? Đồ. Ôi, có bóng đồ nè. Rồi làm gì đó, giục mệt vô, giục mệt vô. Đi ra cầu cấp hay gì vậy? Ồ, có chút xíu hả? Trời, đủ nằm được rồi. Có liều kêu nào? Cho em nghĩ chuyện này nè. Vậy hả? Ồ, cái này nè, cười cho lên, hành đi gói nè. Thôi có cái gói rồi. Đó, cho cao cái này không? Rồi, dùng cái kia lên nữa, mệt đâu. Đây gói nữa nè. Đó, gói vậy hả? Mệt đây. Wow. Rồi, chui vô thử coi. Wow. Đắp luôn thử coi, đúng không? Trời ơi. Dễ 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 dễ, chuẩn bị nè. Nè, đắp rồi, đắp rồi, đắp rồi, đắp rồi. Đó, từ từ từ. Đó là mời ăn yên nghỉ. Động quen, động quen. Động quen. Ok, rất là ấm cúng luôn. Rồi, tiếp theo là cái võng ship của mình nha bạn. Võng ship. Đây, một cái võng. Tiếp theo là cái cây gậy tôn ngộ không của mình nha bạn. Mình sẽ móc vào trong đây. Và móc vào trong đây. Tiếp theo là tấm bạc. Đây, nói chung là mình chỉ cần đơn giản như vậy các bạn. Giăng võng. Sau đó chui vô đây. Trầm xuống và ngủ. Thầy chết không? Nếu như trời mà nó mà mưa quá thì mình sẽ chảy ra hai lớp với bạn, trùng dưới đất luôn. Đó, xong. À, sau một thời gian dựng trại thì tụi mình đã hoàn thành đó bạn. Đầu tiên sẽ là liều của level 0 nha. Đó chính là thằng Cô Hương. À, do đó level 0 nó không có cái, nó chỉ có 50k và nó dùng 50k để mua nước rồi. Nên quyết định là sử dụng thùng xốp các bạn. Đây là cái thùng xốp của mấy cái ví dụ đồ của mấy thằng 5 sao, 6 sao nữa các bạn. Nó cho được cái thùng rất là bự luôn nè. Giờ chui vô ở hả? Rất là ổn áp. Vậy ha, tối cũng vậy ha. Trải nghiệm cảm giác vô gia cư hả? Ấm bay nào nè, đóng cửa luôn nè. Đó. Ok. Nói chung là anh niên không sao sẽ ngủ tới thùng xốp các bạn. Rồi tiếp theo là một sao của con to các bạn. Nó sử dụng một cái mùng xếp, sau đó quấn mấy cái xốp này nè các bạn. Cái này mình nghĩ là tối nó ngủ là anh em tụi mình qua bóp hết luôn. Đã. Rồi trải nghiệm thử em. Rồi. Đạp bụp bụp. Nó sẽ đạp bụp bụp luôn mà. Đây ở bên trong cái căn liều bào hường nam tính này là của Toàn các bạn. Nó ngủ, nó sẽ dùng mấy cái tấm xốp bồ nổ bụp bụp này nó lót hạ với dưới. Và ở trên thì nó lót thêm một làn nữa để chống sương, chống mưa. Rồi ngồi lắc lư rồi bập 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 vậy hả? Đúng rồi.
Nói chung là một sao là chỉ có một cái lều màu hường rất là nam tính như vậy thôi các bạn. Khi đi di chuyển sẽ kêu bập bập. Ở đây nhiều con gì bay vô quá. Rất là nam tính luôn. Rồi tiếp theo là cái nhà 2 sao của cô dĩ các bạn. Nó sử dụng tấm bạc để lót sàn. Và dùng tấm bạc để dành che mưa luôn nha. Mỗi lần tìm mưa thì nó sẽ kéo qua, nó trùm lại như vậy đó bạn. Còn không có mưa thì lấy ra. Nó sẽ sử dụng cửa bằng phọt tia nè. Nó lạnh kìa. Ủa nó bị bệnh không anh? Vậy hả bạn, như vậy hả? Lạnh quá. Đây bên trong cái lều của nó thì phía bên đây, ngang bên đây là đựng đồ chơi. Rất là ngon nha. Rồi ba lô. Còn cái này là này, cái này là cái gọi là cái gì không? Cái này gọi là cái gối ngồi á, cái gối dành cho đặt nít lên á. Nó sử dụng đặt cái đầu nha bạn. Rất là ấm cúng. Tao biểu diễn nằm thử coi. Ủa nằm vậy ha, gãy cây đâu? Ngủ tối ngủ sao, ngủ thử cho anh coi thử coi. Vậy hả? Đâu? Lấy cây lên. Lấy cây lên. Rồi đắp mền. Ta đắp mền lại. Ồ. Rất là cá tính luôn nha bạn. Nói chung là 2 sao nó sử dụng một cái tủ vải và mền và gối để cho ấm cúng nha. Nếu như trời mưa và sương thì nó sẽ trùm tấm bạc qua. Còn không có mưa có sương thì ngủ chơi tràn vậy luôn đúng không? Ủa đúng rồi. Rồi tiếp theo là 3 sao. 3 sao thì nãy mình đã review bạn, không thay đổi gì hết. Dở lên, ngồi vào võng, sau đó ngủ. Nếu như có mưa thì mình sẽ banh tấm bạc bự ra và che phủ nguyên cái võng luôn. Nói chung là mình chỉ đơn giản vậy thôi nha. Rồi tiếp theo là 4 sao. 4 sao của em. 4 sao của cô ăn thì nó vẫn không thay đổi gì hết nha bạn, y như nãy luôn. Nên mình sẽ không cần review luôn nha. Nãy nằm ngồi đúng không? Rồi tiếp theo là cái liều 6 sao của cô Tú. Ở phía bên đây nó có một cái sân vườn đó bạn. Dùng để gới ha. Rồi thử em. Cái gì vậy? Đồ khóa hả? Rồi sao nữa? Đậy lại. Rồi ngồi thử coi, Bên hông là có sân vườn, có ghế ngồi rồi để dành phơi nắng hả? Đúng rồi anh. Tối ra. Rồi ok, tiếp theo là vô phần trong nhà nha. Vô coi nội thất. Căn lều đó là nó trùm một cái tấm bạc màu xanh rất là bự như vậy luôn các bạn. Phía bên trong giống gọi là cái gì không? Cái trạm y tế mà gọi là di động á. Vô đập vào mắt chúng ta là mấy cái cây với lại cái giường các bạn. Đây xanh le luôn. Nó sử dụng hai cái xào đồ đây để nó văng qua và nó tẩy tấm hãm lên, tấm bạc lên. Phía bên trong thì sẽ có là một cái quạt ha. Cái quạt. Quạt pin nha bạn. Ủa mát tú. Phơi. Rồi một cái đèn này, rồi một cái đèn ngủ. Còn bên đây thì nó có một cái giường, nằm thử cho bạn cùng xem thử coi. Nằm lên. Rồi ôm gối rồi. Nguyện vô ôm luôn. Với anh cẩu liền. Chân chân hay á. Bởi vì em đâu để lên đâu anh. Rồi cái tùm mền luôn, dĩ tùm mền cho em đó coi. Trời ơi, nó ấm cúng kìa. Ấm. Trời ơi. Mền nè. Ấm quá. Rồi niệm nè. Ấm cúng thiệt. Rồi ra nè, rồi thì cái giường nữa bạn. Nói chung là nguyên một cái đống mền mùng chiếu gói là của hàng 6 sao nha bạn. Đồ ăn nè. Phía dưới đây thì nó có một cái tấm hãm cỏ đó nè. Trời ơi, nhìn nói chung là như cái trạm y tế di động vậy. Thằng nào bị bệnh mình đưa vô đây hết luôn. Sau khoảng 2-3 phút review cái trạm y tế của thằng Tú thì mình phát hiện là nó nóng như cái lò bạn. Rất là nóng luôn. Đa số những tấm liệu đây là sử dụng tấm bạc hết nha bạn. Nóng quá, bây giờ tụi mình quyết định sẽ đi tắm nha. Có ai tắm da đâu? Có. Vô. Bảo. Quay đi tắm coi. Nào tắm trước hả? Anh thấy có cái phao hay gì đó. Tắm tích lỗ tắm tích hả? Đâu. Không, nó xì xì quá. Rồi trời chuyển mưa luôn rồi các bạn ơi. Vừa mới tắm xong thì trời chuyển mưa rồi nha. Bây giờ mình sẽ quay liều của tuần hàng xem là như thế nào nha các bạn. Đây ở ngoài bờ hồ là mưa trắng xóa luôn nha các bạn. Phương làm gì em? Ok, Phương ở nhà cố xong rồi. Lộng mớ bình bi lông của người ta hả? Đây là những cái bọc thực phẩm rồi mà. Em mới vô đâu em đỡ với công chúng nó mềm giấy là nó đè xuống á. Ok, ok. Nói chung là Phương nó chơi theo kiểu đời sống vô gia cư các bạn ơi.
Chu vô ơi, chu vô đỡ đây. Đỡ mưa lớn quá nó tạt. Rồi. Đó, giữ đó nha. Ok. Ổn. Cuộc sống khó khăn nhưng mà ổn rồi. Rồi, tiếp theo là cái lều bọn sau của ông Cú Toàn. Đúng không em? Nước đây anh. Ủa cái đó ngay chỗ này nó có cái cửa nè, thấy không? Nước nó vô đúng không? Quá trời. Còn phía bên kia được không? Bên đây cũng chạy không anh? À. Có giữa là được rồi. Nói chung là phía trong là được đúng không? Đúng rồi. Cú Toàn nó phải đi ngồi nó đỡ vậy mà em, tại vì cái lều này của nó rất là yếu luôn các bạn ơi. Rồi tiếp theo là của con Cú Dĩ thì nó trùm xanh lè như vậy các bạn. Trùm xanh lè luôn. Còn cái này là cái giỏng của mình, cũng trùm xanh lè luôn. Và Cú An thì nó ký sinh, nó lấy cái lều của mình, nó trùm lên cái lều của nó nè. Rồi tiếp theo là của thằng Tú nha. Chạy vô với bay. Đâu? Gì đây? Vậy? Người ta ngoài kia bắt mưa, hai anh niên gì đâu đây ấp cúp chưa hả? Bắt mưa mà. Này là thằng ký sinh cameraman nha bạn. Nó lấy cái ghế ngồi chơi, nó nằm trong đây nè. Em bán ghế mà. Đâu, đâu vậy, ghế nhiêu ạ? 990k. Nói chung là lèo của anh Tú là, nói chung là giống một cái trạm y tế di động nha bạn. Có dậu không? Có dậu không? Chưa biết. Ok đúng không? Rất là ấm cúng luôn các bạn ơi. Đây, mình sẽ đi về cái giọng của mình. Mưa quá. Đường vô cái giọng của mình là phải dỡ cái tấm này lên nha bạn. Dỡ tấm này lên. Xong bắt đầu chui vào. Đây, ở bên trong cái lều của mình là mình sẽ bắt gặp được thằng ăn ký sinh nha bạn. Ừ, lớn quá, em gãy cửa luôn. Gãy cửa bên kia hả? Nói chung là ăn ký sinh lại tiếp tục ký sinh cái liều màu xanh của mình. Đây mình sẽ leo lên võng và nằm đợi hết mưa rồi review tiếp nha bạn. Đây hả là xanh luôn. Nói chung là nước là nó không có vô được. Hiện tại đang là 7 giờ tối và trời nó vẫn mưa bạn ơi. Nó mưa từ chiều giờ vẫn chưa hết luôn. Đây, mình vẫn tiếp tục ở trong cái giỏng và có một cái hàng ký sinh kế bên mình. Nó bắt teo rồi. Hello ký sinh. Em đây. Nó vẫn ký sinh cho mình nha bạn. Sao bên nó ấm hơn không? Ấm hơn anh, giống bên anh nè. Ồ, bên em nó gần cái lỗ xông hơi đúng không? Dạ. Nó mát hơn đúng không? Mát hơn. Còn bên của mình là nó bít ngoan toàn luôn nha bạn. Mình bít hết luôn, tại giờ này nó có bụi á. Phải bít như vậy nè, có bụi nó vô. Đó. Nói chung là 7 giờ tối mà nó cứ mưa như vậy bạn, không có đốt lửa, không có ăn uống gì hết. Mình sẽ cố gắng đợi tới khoảng 9 giờ, nếu như vẫn tiếp tục mưa thì mình sẽ ăn mì sống luôn. Chứ đâu có nấu nước được đâu mà ăn mì với bạn. Rồi kết quả là gần 9 giờ tối thì nó mới hết mưa nha bạn. Thằng đại mình nó đang cố gắng đốt lửa trong cái thời tiết là mưa từ chiều tới giờ, 400 tiếng đồng hồ. Kết quả là không thể nào đốt được các bạn. Củi nó bị ướt nhẹp hết rồi, không thể nào đốt được nha. Bó tay. Hương bó tay rồi. Vậy là tối nay Hương ăn gì vậy? Tối nay quyết định ăn mì gói nước lạnh. Chứ phải mì không ngủ nước lạnh đó hả? Đốt lửa không được. Đúng rồi, đâu đốt lửa được đâu. Đâu anh, không. Anh cũng bó tay luôn, anh không đốt được. Vậy hả, tối ngủ vậy hả? Ngon lành luôn. Nói chung là ngày mai là mình sẽ phỏng vấn nó xem là không sao ngủ trong cái hùng xốp thì sẽ có một trải nghiệm như thế nào các bạn. Nói chung là thằng đại mình là nó sẽ cố gắng chân thực nhất trải nghiệm này nha. Ok. Ăn mì gói không luôn đúng không? Ừ. Rồi tiếp theo là Cu Toàn. Mình sẽ xin phép vào nhà nó thử coi bên trong nó có ấm cúng không. Mở cửa anh vô với Toàn. Ủa, nó dưới hả? Đây bên trong cái căn nhà của con Toàn là nó như vậy các bạn, rất là hường luôn. Rồi ăn gì em? Em ăn bánh mì với uống sữa. Đâu, bánh mì gì ngon hả? Bánh mì ăn liền rồi uống sữa xúc xích nữa. Wow, nói chung là Toàn ăn gì cũng ok, không mua mì hả? Có mua mì không? Không anh. Nói chung là cũng kinh nghiệm mấy lần trước là giờ là mua đồ ăn liền hả? Đúng rồi. Rồi ngủ như thế nào, nằm thử cho mấy bạn có thử coi tối nay em sẽ ngủ nằm ngủ như thế nào. Thẳng đầu được không? Ô được, lần này Toàn nó thẳng chân được rồi nha các bạn. Thẳng chân được rồi nha. Nói chung là thằng Toàn cũng sẽ trải nghiệm ngủ cái mùng và bên ngoài là có mấy cái xốp nổ như vậy nha các bạn.
Rồi ok, đóng cửa lại em, con mũi vô em. Rồi chúng ta sẽ đến với cái liều 2 sao của thằng Cu Dĩ nha bạn. Vậy review coi tối nay ăn gì em. Mở cửa ra cho các bạn cùng xem thử cái tối nay thằng Dĩ nó ăn gì. Có cái gì, cái cây gì đây. Chống cho nước điện. Cái hàng bự chứ à. Đây bên trong cái liều của thằng Dĩ là sẽ như vậy nha bạn. Rồi ăn gì em. Ăn bánh mì anh. Rồi này cũng rút kinh nghiệm không đóng mì nữa hả, bánh mì hả? Em có mua mì mà mưa quá sao đốt lửa với không có mua nước suối nữa. À, cái căn hộ 3 sao của mình thì mình sẽ review sao các bạn. Mình sẽ review qua căn hộ 4 sao của cô An. Nhìn từ xa mình cứ tưởng đâu là nó đang ngồi trong cái quyệt mạ. Thiệt luôn á em. Sao anh có thể nói cho tự nhiên mở cửa ra hết luôn rồi, ghê quá hả? Ăn tối anh. Đâu có đẩy đồ ăn lên như đồ cúc nè. Đúng bài luôn, thiệt luôn á. Nhìn cây bãi là đúng hơn. Đúng rồi luôn. Đúng rồi luôn á. Ai cúng vậy đó hả? Nè, mình mà nhìn từ xa nè. Đây đã. Ồ. Ở đang ngồi ngay đó chơi vậy. Mang nó lên kìa. Ừ, ok. Động quang. Động quang anh. Ăn gì ngon á em? À, em ăn sandwich với chả lụa anh. Sandwich kẹp chả lụa. Rồi bên trong căn hộ có cái chỗ để đồ ăn, đồ cái hộp này là nó để một đống đồ ăn trong đây nè bạn. Rồi trải nghiệm nằm thử cho bạn coi thử coi. Chưa ăn nó bắt nằm rồi. Có thử coi là tối nay ăn nó sẽ ngủ như thế nào các bạn. Tối nay em sẽ che lại. À tối che lại, đóng nắp lại quan tài lại đúng không? Đó, nói chung là nó ngủ như vậy nha bạn. Hơi méo méo hả? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với căn hộ 6 sao luôn nha bạn, 6 sao luôn. Căn hộ 6 sao của thằng Tú nha, với lại thằng ký sinh cameraman. Vô vô đập vào mắt chúng ta là một cái thiên đường mền mùng. Chiếu gói luôn. Có một cây quạt ở đây nè. Rồi cái đèn ngủ hả? Tội sáng dữ hả? Sáng chói luôn á. Xíu quẩy anh. Có quẩy nữa hả? Đâu bật nút lên coi. Oh, đô, tắt đèn, tắt đèn, tắt đèn. Đó, hai anh em nãy giờ là nó bật nhạc rất là nhiều các bạn, bật toàn nhạc bản quyền không à. Mình mới kia nó tắt á. Nó đem theo cái loa Bluetooth nãy á, bật nhạc bản quyền lên nó quẩy, hai thằng nó quẩy nhau nè. Có đem dầu ăn hay là tương ớt gì không? Giống như quẹt quẹt ba vậy, quá đã không? Rồi có mền mùng chiếu gói các kiểu luôn, rất là đã luôn các bạn. Nói chung là tối nay là Bảo nó sẽ ngủ ở bên cái ghế ship. Em ngủ bên đây mà. À, qua đây ngủ luôn đúng không? Nhà Tú tối nay xong phim rồi. Ăn xúc xích rồi ăn bánh mì rồi các kiểu. Và ngủ mền mùng chiếu gói ấm cúm nha. Nói chung là 6 sao phải có hát nha bạn. Ok, còn mình thì mình sẽ ăn mì sống như vậy nha bạn. Mình không có mua bánh trái gì hết. Mình chỉ mua mì với lại nước ngọt và nước suối thôi. Nên không có lửa thì mình sẽ chơi ăn nguyên zin vậy nha. Ăn mì sống cho nó uống nước cho nó nở ra rồi ngủ. Tối nay mình sẽ trải nghiệm là ngủ trên võng với lại cái tầng nhà kế bên gì nha, thử xem là có lạnh hay không nha bạn. Ok, cả đám mình ăn xong rồi đi ngủ nha. Nãy giờ là cô Dĩ nó đốt được cái đống lửa bạn, và nó nấu nấu nước bằng C2 hả? Đúng rồi. Nó nấu bằng C2 bạn ơi, khói khói không vậy. Đây cuối cùng nước nó cũng sôi sụt sụt như vậy bạn. Rồi thử thức em. Yeah. Vậy nó sẽ là người hy sinh đầu tiên ăn thử cái món mì C2. Không tình nó nóng luôn. Được nửa gói cũng đỡ. Hậu đậu không? Đồ, đây là mì nấu bằng C2 các bạn. Làm thử ngưng muỗng coi túc động của em. Vậy. Thì mày sao anh? Mày sao hả? Ờ. Chắc nước à? Đi anh thay hả? Ờ. Thử cái coi. Nói cận cảnh nè. Nói nè. Sao? Cô ta coi mình ổn. Ngọt lắm. Ngọt hả? Đã lắm. Ý ăn mì nước ngọt vậy hả? Giờ gì để ta ăn không luôn đi. Ta bỏ trộn đó làm cái gì? Không, thiệt ngon thiệt mà. Tối nay là thấy dĩ mà nó mà chạy tỏa áo ngược là hiểu nha. Qua lấy giấy của em đá đậu. Rồi bây giờ tới Hương nấu mì trong bọc giấy. Rồi hiện tại là bên 6 sao của con Tú nó mua được cái trái bắp rất là lạ luôn các bạn. Trái bắp mà nó màu tím tím như vậy nè, rồi cái râu của nó cũng tím nữa nè các bạn. Và thằng An nó đang nướng thử một trái nè. Không biết mình nướng xong mình không biết là nó hành than hay là nó đã chín là như thế nào luôn á. Đây sau một hồi thằng An nó nướng là được như vậy bạn, không biết là chín hay chưa.
nhưng mà quyết định là cho vị nó sử dụng cái hàm răng mới của nó nha, để nó biểu diễn thử luôn. Bữa nay hắn cái dạy nó không có hèm độ răng các bạn, nó chỉ qua độ xe, nên nay chúng ta sẽ coi thử cái nó ăn cái nào. Chín trắng anh, chín rồi á, chín rồi, ăn nước nãy giờ cái tiếng đồng hồ rồi, thử cái coi. Em ăn được đồ của sáu sao là mừng đi. Vậy lên thích thích bia đây nè, ăn gì trong đó cái giữa kìa, ăn cái giữa kìa. Vậy lên thích bia ăn cái giữa lẹ lẹ. Chín đâu? Trong nhà em. Ăn cái giữa với chín ba ta nướng cái giữa. Ờ. Nướng cái giữa. Ờ. Cầm mạnh lên. Nó không có được đâu. Nó gặp cái giữa có được đâu. Vậy mà không đồ ngăn á. Rồi trời sáng các bạn ơi, xanh lè luôn các bạn, nắng nó gọi vô cái tấm bạc á, cái nó bị xanh lè luôn. Bây giờ mình sẽ ra ngoài nha, ở trong này nó summer, nó rất là nóng luôn các bạn. Ây da, nói chung là ngủ trong võng thì hơi mỏi cổ chút, với lại khuya thì nó rất là lạnh luôn các bạn, sương nó xuống á, hay là không có mền gì đó, mình ngủ lạnh quá trời quá đất luôn. Bây giờ mình sẽ qua coi tụi nó làm sao nha. Đầu tiên là cụ An có mền gói đâu, đã quá tối ngủ lạnh không em? Ok anh, không có gì hết. Có mền nữa hả? Đã quá à. Chỉ là có một cái là cực, là không khẳng chân được ha. Không khẳng chân được, hơi khó chịu đúng không? Đúng rồi, còn lại thì rất là ok luôn. Nó có mền rồi, có niệm rồi các kiểu luôn các bạn. Rồi nó có cái đồ như vậy nè, nó đâu có sợ bị nực đâu. Cú đã luôn. Rồi tiếp theo là cu dĩ. Ê, hai sao cũng được không em? Được anh, nhưng mà sáng nó động nước nó nhiễu quá trời. Sao cái mờ nước nhẹp à? Nước động hả? Ừ. Nước động nhiễu. Nó nhiễu hả? Nhưng mà ngủ không có lạnh hả? Không mà nó nực. Nực luôn. Ghê à, đã à. Hai sao ngủ nó có mấy thằng có mền là ngủ rất ok nha bạn. Rồi tiếp theo là cụ Toàn, là nó không có mền nha, một sao. Hello cụ, đã không em? Đã anh. Lạnh nực gì không? Không, em bình thường à. Hay à, ngủ bình thường luôn hả? Đúng rồi, còn đã chúng ta ngủ bình thường luôn. Rồi tiếp theo là thanh niên không sao nha bạn, ló cái giò ra ngoài như vậy các bạn. Hello. Ừ. Ngủ được em? Sẽ được khi con tròn. Chứ không là lạnh bổ mẹ luôn, con nó dài. Lạnh lắm đúng không? Nó lạnh bổ mẹ luôn. Thôi đi, dọn đồ dậy đi, dậy ra chui ra thử coi. Ok. Rồi còn sống không? Ghê à. Ướt nhẹp cái áo luôn kìa. Phải không? Két không à? Két hả? Không dùng như cát. Khuya lạnh không? Lạnh bỏ mẹ luôn. Cái này nó chừng có nửa người rồi. Nói chung là thanh niên không sao, tối trải nghiệm là lạnh hả? Không hẳn hẳn giò ra hay lạnh giò hả? Bây nên phải cuộn tròn như ốc sên mới ngủ được. Chói quá. Rồi mấy thanh niên dọn đồ nha. Rồi thằng sáu sao thì nó lấy ghế ra nằm như vậy đó bạn. Bán ghế tiếp không em? Nhận là bán ghế. Bán ghế tiếp mấy bạn, coi tấm bảng nè, nó mua cái ghế mà coi tấm bảng bán ghế luôn là 990k nè. Còn anh Thú làm sao? Ok vậy? Tờ coi nó ngủ kìa bạn ơi. Wow. Bên trong cái lều của nó bị nắng gọi vô xanh lè. Đây bên thằng sáu sao thì nó mền mùng chiếu gói rồi nó đầy đủ chứ vậy mấy bạn. Rồi điện thoại quạt lo rồi các kiểu luôn. Anh Tú thì nó nổi tiếng là ngủ rất là sai đúng không bạn, tới giờ nó vẫn còn ngủ nha. Hiện tại mấy thằng cu nó đang thu dọn lều và lụm rác. Nói chung là bây giờ là tụi mình sẽ dọn đồ. Cái lều Tú là mới vừa dỡ cái tấm bạc ra các bạn, tấm bạc nó đọng nước rất là nhiều luôn, và thanh niên vẫn nằm ngủ rất là đã đúng không bạn.
Hình như là khuya nó hức rất là dữ hay sao, bây giờ nó vẫn còn ngủ nha. Cái túp liều di động của nó đã bị không còn nóc. Nói chung là clip hôm nay là tụi mình tiếp tục series 1 sao vs 6 sao luôn các bạn. Mà lần này là phiên bản là mua đồ tổng siêu thị chứ không được mua nguyên cái liều. Kết quả là ngủ mấy hàng cu mà nó có mền một chiếu gói thì nó ngủ rất ok luôn. Còn mình ngủ tinh võng không có mền á thì khá là lạnh nha các bạn. Còn hàng không sao thì nó ngủ phục xốp đằng kia thì nó cũng bị lạnh chứ lại không khẳng giờ được. Riêng ông nội 6 sao này là tới giờ vẫn còn ngủ là biết là nó ngủ ngon như thế nào các bạn ơi. Bạn thích video này hãy nhấn like, chia sẻ. Các bạn nào chưa dám đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh nha. Bởi vì YouTube bỏ thông báo của những bạn không nhấn đăng ký kênh đó, nên các bạn chịu khó đăng ký kênh mới nhận được thông báo nha. Tạm biệt các bạn. Chắc mình đi dọn hết đồ, cái mình chừa cái hàng 6 sao rồi mình đi về các bạn.